Hoàng Thùy Linh chính thức xin lỗi khán giả sau ồn ào Linh sẽ học nữa, học mãi. Sau thời gian khiến dư luận dậy sóng về thái độ bị cho là trịch thượng trong họp báo, Hoàng Thùy Linh mới đây đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Những ngày qua, Hoàng Thùy Linh là cái tên thu hút đông đảo sự chú ý, nhưng không phải vì ca khúc nào mới mà là vì tranh cãi xung quanh câu trả lời của nữ ca sĩ trong họp báo về công bố Vietnamese Cancer. Cũng sau họp báo này, Hoàng Thùy Linh nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt. Nhiều netizen cho rằng chủ nhân hit Si Tình có thái độ trịch thượng và hàng loạt phát ngôn cũ của nữ ca sĩ cũng bị đào lại theo. Sau thời gian im lặng, mới đây Hoàng Thùy Linh đã gửi lời xin lỗi chính thức đến khán giả thông qua bài viết mới trên tài khoản mạng xã hội. Tại đây, cô thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót và thể hiện thái độ cầu thị, sẵn sàng học hỏi trong tương lai để hoàn thiện bản thân hơn từng ngày. Nguyên văn bài viết của Hoàng Thùy Linh trên trang cá nhân: xin kính gửi những người đã yêu thương, đồng hành và ủng hộ Hoàng Thùy Linh. Hoàng Thùy Linh xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã yêu thương, tin tưởng và ở bên cạnh Linh vì những thông tin đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người trong hơn 10 ngày vừa qua, khiến mọi người buồn lòng, đặc biệt là trước thời điểm mà chúng ta sắp được đoàn viên sau gần 2 thập kỷ yêu thương nhau. Linh xin được rút kinh nghiệm sâu sắc, xin được học hỏi và khéo léo hơn trong giao tiếp, trò chuyện và chia sẻ. Linh hiểu rằng bản thân có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả yêu thương vì lòng tốt nhận được từ mọi người. Đó cũng là động lực để Linh nỗ lực và cố gắng qua từng ấy năm. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Linh luôn biết ưu và nhược điểm của mình, cố gắng hoàn thiện phong cách trong dòng nhạc mà Linh đã chọn. Linh luôn hy vọng khán giả cảm nhận được điều đó qua từng sản phẩm. Linh vẫn đang rèn luyện bản thân từng ngày bởi Linh hiểu tới tận cùng rằng bản thân đang rất may mắn khi được lao động và yêu thương. Học, học nữa, học mãi, Linh còn rất nhiều điều phải học, phải trau dồi từng ngày để được đóng góp một phần nhỏ bé cho nghệ thuật và khán giả, cho những người mà Linh tuyệt đối tôn trọng và chưa bao giờ ngừng biết ơn khán giả yêu thương. Hoàng Thùy Linh chân thành xin lỗi và cảm ơn thật nhiều vì những ý kiến đóng góp. Chúc mọi người những ngày bình an, mạnh khỏe. Trước đó, trong buổi họp báo công bố Vietnamese Cancer diễn ra vào ngày 29 tháng 9 sắp tới, Hoàng Thùy Linh gây bão mạng xã hội vì hai câu trả lời bị cho là lan man, trệt thượng. Cụ thể, khi được phóng viên đặt câu hỏi về khả năng hát live trong cancer, cô không trả lời trực tiếp mà kể một câu chuyện. Chị có hai đôi chân và may mắn là bố mẹ chị sinh ra, chị biết đi, chị có thể đi được. Ngày hôm đó trời mưa, chị bước ra khỏi nhà, thì lúc ấy có một đám người ở kia rất đông, mới thấy chị trượt chân ngã và họ bảo chị không biết đi. Thế còn ý kiến của em thì sao, chị có biết đi hay không? Khi phóng viên trả lời rằng dạ có, thì Hoàng Thùy Linh tuyên bố đó là câu trả lời cho câu hỏi chị có biết hát hay không. Với câu hỏi về vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong live show, Hoàng Thùy Linh đưa ra câu trả lời khá dài dòng. Chị cũng đàng hoàng mà em, chị không thể nói một chuyện không liên quan đến show diễn. Cuộc đời của chị đã đi qua nhiều người tốt lẫn không tốt với mình. Xin hỏi em một câu, nếu ai đó hỏi về người mà đối xử với em rất tốt, thì em sẽ lựa chọn như thế nào? Em sẽ nhìn vào hành động của họ dành cho mình, hay em chỉ như nào? Chị không nói đúng sai ở đây, chị chỉ nói về tình người với nhau. Mọi sự vận hành trong cuộc đời này là nhờ tình người. Tất cả những người có tài năng và đã ở cạnh chị những lúc khó khăn nhất, thì chị nghĩ là mình chậm lại vài nhịp đi em. Mình để người ta sống với.